Mùa hè năm 18 tuổi, khoảng thời gian mà hầu hết mọi người đều cảm thấy mông lung hay vô định về tương lai. Và mình cũng không phải là một ngoại lệ. Khi ấy, mình phải rời xa ngôi trường cấp 3 thân thuộc, cũng như phải trải qua kỳ thi đại học đầy căng thẳng, nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm. Và trong khoảng thời gian chờ đợi kết quả chính thức thì mình đang rất lo lắng và băn khoăn không biết rằng liệu mình có thật sự phù hợp với những nguyện vọng mà bản thân đã đặt ra hay không? Và một trong số đó chính là ngành văn hóa truyền thông xuyên quốc gia của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong một lần tìm kiếm tất cả các trường đại học có ngành truyền thông, mình đã phát hiện ra ngành học này, một ngành học rất mới của ULIS. Ban đầu thì mình cảm thấy không khỏi hứng thú và tò mò trước tên gọi của ngành học, bởi lẽ nó không chỉ là truyền thông mà nó còn là văn hóa truyền thông xuyên quốc gia. Tên gọi này của ngành đã khiến cho mình nghĩ rằng mình sẽ trở thành một sứ giả, mang đến và chia sẻ tất cả những gì tinh túy nhất, đẹp đẽ nhất của văn hóa Việt Nam cho bạn bè thế giới. Và điều quan trọng nhất đó chính là mình sẽ không phải học toán. Chính vì những lý do đó nên mình đã đặt nguyện vọng 1 là ngành văn hóa truyền thông xuyên quốc gia, mặc dù mình không tự tin rằng mình sẽ đúng nguyện vọng này. Và kết quả là vui sướng và hạnh phúc là tất cả những gì mình cảm nhận được sau khi mình biết tin rằng mình sẽ trở thành một tân sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhưng rất nhanh sau đó mình lại cảm thấy lo lắng và áp lực, bởi lẽ sinh viên của ULIS đều là những người rất ưu tú. Mình sợ rằng khoảng cách giữa mình và các bạn ấy là quá xa. Và sự thật là mình đã bị choáng ngợp bởi những thành tích học tập và sự năng nổ, nhiệt huyết của các bạn xung quanh. Nhưng điều khiến mình sốc nhất, hay nói chính xác hơn là đã đánh gục mình, đó chính là bài kiểm tra nghe, một đặc sản mùa thi của ULIS. Like there was only a little curtain separating us while she was having her makeup done, and I started like going, I think I can do this, and she would have heard it all, and then she popped out. So I put... Nhưng thay vì tập trung cải thiện khả năng của bản thân, mình lại càng chững mảng và gần như buông xuôi. Cuộc sống của mình cứ thế ngột ngạt và nhàm chán, cho đến một hôm mình nhận ra rằng mình đã quá vô trách nhiệm với bản thân, rằng mình cần thay đổi hơn bao giờ hết. Mình bắt đầu tận hưởng và ngắm nhìn thế giới bên ngoài nhiều hơn, tìm cho mình những sở thích mới, những sở thích mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Và không thể không nhắc đến những người đã đồng hành cùng mình trên quãng hành trình tìm lại bản thân ấy. Đó chính là các thầy cô siêu tâm huyết, nhiệt tình và dễ thương của khoa ngôn ngữ văn hóa các nước nói tiếng Anh, luôn hỗ trợ đàn gà con của mình hết mình trong học tập và cả cuộc sống. Mình rất biết ơn các thầy cô vì đã cho mình những cơ hội để trải nghiệm và học hỏi những kiến thức vô cùng thú vị về ngành học của mình. Đó chính là những người bạn mà lúc ban đầu mình đã có ấn tượng không mấy tốt đẹp, nhưng lại là chỗ dựa vững chắc cho mình mỗi lúc mình dường như sực nguồn vì khối lượng deadline của ULIS. Tất cả những điều ấy đều là những động lực vô cùng to lớn để mình có thể thay đổi bản thân. Hiện tại thì mình không dám khẳng định rằng mình đã trở nên trưởng thành và tự tin hơn, nhưng mình chắc chắn một điều rằng mình luôn cố gắng thay đổi để có thể tự hào mỗi khi nói rằng mình là một sinh viên của ngành văn hóa truyền thông xuyên quốc gia.